Trọng tài Nguyễn Đình Thái đã nổi còi để cho hiệp 1 của trận chung kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 được chính thức bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì đội bóng Viettel ra sân trong bộ trang phục màu trắng sẽ chấn giữ khung thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Người vừa bị phạm lỗi là Đức Chiến. Sẽ là một ngày thi đấu vất vả với Đức Chiến. Và qua người của Quang Hải. Vẫn đang là Quang Hải, cơ hội dành cho cầu Hà Nội. Đường chuyển hơi mạnh, bóng vừa chạm đầu của Văn Quyết. Vẫn đang là các cầu thủ Hà Nội. Quang Hải qua người rất hay. Và có thể nói là qua hai trận đấu gần đây nhất của câu lạc bộ Hà Nội thì nhiều người đã nhìn thấy là cầu thủ này đang trở về với trạng thái tốt nhất của mình. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp giữa Quang Hải và Văn Quyết, những người đã phối hợp với nhau ở bàn thắng mở tỷ số trận đấu bán kết từ một tình huống cố định và cũng đã tạo cơ hội cho nhau ở bàn thắng thứ tư. Quang Hải rất nhanh. Cánh trái là Văn Quyết. Quang Hải qua người. Vẫn là Quang Hải. Có lợi dứt điểm. Không vào. Thành Trung. Quang Hải đã sở hữu hai cơ hội đáng chú ý kể từ đầu trận. Vừa rồi là một pha bóng mà anh đã quyết định không phối hợp với Văn Quyết, thay vào đó là tự tin qua người và sau đó tung ra cú sút bằng chân trái. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá này của Quang Hải. Đây là một Quang Hải mà người ta đang chờ đợi cho sự trở lại với cảm sóng rất tốt. Qua người vượt qua Quế Ngọc Hải và sau đó dứt điểm về khung thành của Nguyên Mạnh. Khi mà Viettel có thể sẽ sử dụng những đường truyền dài nhiều hơn. Hùng Dũng rất hay. Tấn Tây không được. Thành Trung hai tình huống dứt điểm liên tiếp. Đáng tiếc cho Hà Nội khi Thành Trung đã dứt điểm một ở nhịp một. Văn Quyết vẫn còn. Lê Văn Xuân, người đã ngăn chặn là Bùi Tiến Dũng. Trong vòng vây của ba cầu thủ áo trắng, Hùng Dũng và Tấn Tài vẫn tự tin để phối hợp với nhau. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp vừa rồi. Hùng Dũng và Tấn Tài, bốn áo trắng đã bị hút về hướng di chuyển của đội Hùng Dũng. Pha phối hợp không thành công giữa Moses và Lê Văn Xuân. Bruno khoảng trống. Hoàng Đức sút xa. Đó là tình huống mà Hoàng Đức đã ghi bàn tại SEA Games gần nhất. Đó chính là cự ly mà anh đã ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng. Cơ hội đầu tiên dành cho câu lạc bộ Viettel. Phút thứ 20 của hiệp 1 và đội bóng áo trắng đã có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Một cú sút với lực đi rất tốt. Không được. Khung thành của Hà Nội liên tục chao đảo. Quế Ngọc Hải thêm một cú treo bóng nữa. Sút bóng. Và dứt điểm ngay thuộc về Vũ Minh Tuấn. Như vậy là đã có liên tiếp ba tình huống dứt điểm về khung thành của Bùi Tấn Trường. Vũ Minh Tuấn vừa một lần nữa cho người ta thấy rằng anh là một trong những cầu thủ có khả năng sút bóng sống tốt nhất Việt Nam. Xét trên bình diện quốc nội thì họ đang là đội bóng có được nhiều phương án đa dạng nhất trong việc hướng tới khung thành đối phương. Cú chơi bóng của Quang Hải. Khá hay. Văn Quyết. Vẫn đang là Văn Quyết nhưng tiếng còi đã cất lên. Đã có lỗi Việt vị. Trợ lý Phạm Mạnh Long đã căng cờ báo hiệu Việt vị với đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng đúng đó là một bài đá phạt đáng xem nữa của đội bóng thủ đô. Chính xác là Văn Quyết đã Việt vị. Cú sút đầu tiên của Viettel ở trận đấu này là pha dứt điểm từ xa. Đã có một tình huống gây tranh cãi. Thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Quế Ngọc Hải với pha phạm lỗi đầu tiên. Và sau đó thì một cầu thủ của Viettel đã có một cú đá đưa trái bóng vào đầu của Văn Quyết, người đã nằm sân sau pha va chạm. Thẻ vàng của Quế Ngọc Hải là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống đã dẫn tới chiếc thẻ phạt của Quế Ngọc Hải.
và sau đó là cú đá của Trọng Đại. Ngay lập tức thì các cầu thủ Hà Nội phản ứng với Trọng Đại, người có động tác thứ hai mang tính chất không đẹp mắt cho lắm. Anh cũng đã góp mặt ở hiệp đấu thứ hai trận bán kết nhưng không thể ghi bàn từ tuyến đối mặt. Duy Thường khá hay, cú chạm bóng cuối cùng là của Trần Ngọc Sơn, gọi đầu tiên dành cho Viettel ở hiệp đấu thứ hai. Không có ai theo kèm với Ngọc Sơn khi đường chuyền của Duy Thường đã vặn sườn toàn bộ hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội. Đây cũng có thể coi là một trận derby. Minh Tuấn, Vũ Minh Tuấn, Bruno chân trái rất nguy hiểm. Thêm một cú đá nữa ở trước khu vực 16m50. Các cầu thủ Viettel vẫn biết cách để tìm kiếm cơ hội dành cho mình. Và phối hợp giữa Vũ Minh Tuấn và Bruno đã có khá nhiều những pha bóng mà trái bóng được đưa xuống biên và sau đó là những đường chuyền trả ngược lại dành cho tuyến 2. Những đường chuyền của Duy Thường hay Vũ Minh Tuấn có tính chất làm vặn sườn cầu thủ phòng ngự đối phương và tạo ra tính bất ngờ. Moses, Quang Hải, Hùng Dũng xoay sở khá hay. Hùng Dũng vẫn còn sút bóng không vào, đó là cú sút của Văn Quyết. Việc các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội tự tin cầm bóng trong vòng vây của cầu thủ đối phương đã liên tiếp tạo ra trạng thái hỗn loạn với hàng phòng ngự của câu lạc bộ Viettel và trái bóng đã trôi ra đúng tầm dứt điểm của Văn Quyết. Sau cú sút của Văn Quyết thì ông Đỗ Quang Hiền cũng đã bộc lộ sự nuối tiếc rõ ràng của mình. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú sút của Văn Quyết. Hùng Dũng xoay sở trước 4 cầu thủ Viettel. Moses, bóng khá hay, vẫn kịp. Quang Hải, Thành Lương, bóng đã chạm tay của Thành Lương. Đúng là Quang Hải đang khiến cho người ta cảm thấy phấn khích với màn trình diễn cho sự trở lại của mình. Cầu thủ có số lượng trận đấu trong áo của đội tuyển quốc gia ở các cấp độ và câu lạc bộ thuộc diện kỷ lục trong 2 năm vừa qua. Thêm một cú đưa dành cho Viettel. Ngọc Sơn, 1-0 dành cho câu lạc bộ Viettel. Họ xứng đáng có được điều này. Bằng một lối chơi hợp lý và quả cảm, Viettel đã vượt lên dẫn trước ở phút thứ 75. Sự bùng nổ ở cabin huấn luyện của câu lạc bộ Viettel, huấn luyện viên Trưởng Hoàng hết sức vui mừng. Nhưng những trợ lý của ông cũng đã nhắc nhở với các cầu thủ trong sân cần phải quay trở lại với trận đấu này ngay lập tức, phải hết sức tập trung. Đây mới chỉ là lợi thế ban đầu. Các cổ động viên của Viettel phải ngồi ở khu vực khán đài D, một khu vực có thể nói là khá bất lợi, nhưng họ cũng đang được tưởng thưởng và nhận được sự tri ân từ các cầu thủ sau khi họ ghi được bàn thắng vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Quang Lương thoát xuống và thả trái bóng vào vị trí mà Ngọc Sơn đã chiếm lĩnh, có thể nói là hoàn hảo. 1-0 dành cho câu lạc bộ Viettel. Và đó là sự bất ngờ của những trận đấu cúp. Đội bóng bị đánh giá thấp hơn đã vươn lên. Tỷ số là 1-0. 15 phút còn lại sẽ là những phút rực lửa. Hà Nội sẽ tấn công ào ạt và Viettel sẽ phải chứng tỏ được sự quả cảm và sự tập trung của mình. Chúng ta vừa được
chứng kiến những hình ảnh đầy cảm xúc. Moses vẫn còn, Thái Quý một đều, Hà Nội sẽ bằng tỷ số một đều. Cú phá vừa rất hay, Thành Trung không ghi bàn nhưng đã để lại dấu ấn của mình. Anh áp trái bóng trở lại đúng vào đà dứt điểm của trước mặt Thái Quý. Một cú đá khiến cho thủ môn Nguyên Mạnh chỉ còn biết đứng nhìn. Tỷ số được san bằng một đều. Sự kịch tính đang được đẩy lên cao trào ở trận chung kết cúp quốc gia. Hai đội bắt đầu lại từ đầu. Một trận đấu lớn giữa hai đội bóng lớn. Và chỉ một khoảnh khắc bất tập trung thôi là đủ để cho họ trừng phạt lẫn nhau. Bây giờ thì niềm vui tìm đến với các cổ động viên của Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng của Trương Văn Thái Quý. Đó là một pha sút bóng sống tốt của cầu thủ mang áo số 74. Và Thành Trung một lần nữa để lại dấu ấn của mình ở một vị trí mà người ta vẫn coi là bất đắc dĩ của anh. Cú đá nửa nảy có thể nói là rất hay. Và trận đấu quay trở lại vạch xuất phát. Văn Quyết, bóng vừa chạm đầu của Thái Quý, chân trái, và đó có thể là bàn thắng quyết định của trận chung kết quốc gia này. Đẳng cấp là những gì có thể nói về bàn thắng của Nguyễn Quang Hải. Thực sự là Quang Hải đang trở lại với hình ảnh tốt nhất của anh. Tỷ số là 2-1 và Hà Nội đang lội ngược dòng để vươn lên dẫn trước đối thủ. Nguyễn Mạnh bị đánh bại lần thứ hai ở trận đấu ngày hôm nay. Gương mặt trầm tư của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, đội bóng của ông đã vươn lên nhưng không thể duy trì được thành quả, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Hà Nội vẫn biết cách chứng tỏ bản lĩnh của họ, và hơn ai hết những cầu thủ ngôi sao mới mang lại giá trị cho trận đấu này. Đội trưởng Văn Quyết đã kỳ vọng rằng một cá nhân nào đó có thể nổi bật và định đoạt trận đấu, và ít nhất cho tới thời điểm này thì đó là cái tên Nguyễn Quang Hải. Chúng ta sẽ cùng xem lại một pha dứt điểm có thể nói là cực nhanh và đầy đẳng cấp của Quang Hải. Cả hai bàn thắng của Hà Nội đều đến từ những tình huống sút bóng sống căng và khiến cho thủ môn đối phương gần như là không thể cản phá. Nỗ lực tranh chấp của Trương Văn Thái Quý và Quang Hải đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bóng thứ hai. Và đó là điều mà câu lạc bộ Hà Nội vẫn thường xuyên thực hiện trong những mùa giải gần đây nhất. Luis Walter lộn xộn và mọi thứ đã được giải quyết. Điều chuyện hỏng là của Hoàng Việt Anh, Hoàng Đức. Tiếng còi đã cất lên. Nhưng đó không phải là một quyết định có lợi cho Viettel bởi họ đang phản ứng quyết liệt. Thẻ vàng dành cho Luis Walter. Thẻ vàng thứ 5 của Viettel. Và có lẽ là cơ hội dành cho đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã chấm dứt tại đây. Trận đấu chuẩn bị bước sang phút đá bù giờ thứ 6. Đáng tiếc cho Viettel khi họ đã có thể vươn lên dẫn trước nhà đương kim vô địch ở trận đấu này nhưng không thể duy trì thành quả. Sự khác biệt vẫn thể hiện ở độ dày đội hình và chất lượng, để nói là như vậy. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Trọng tài Nguyễn Đình Thái đã đổi còi kết thúc trận chung kết cúp quốc gia Bamboo Airways năm 2020, nơi mà Hà Nội đã vượt qua Viettel bằng cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc ở 10 phút cuối trận. Người đã ghi bàn thắng giúp cho Viettel vươn lên và tưởng chừng như đã giúp cho đội bóng huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch lần đầu tiên trong lịch sử của họ là Trần Ngọc Sơn.
nhưng những cầu thủ chất lượng cao của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn biết cách để tạo ra sự khác biệt. Thật đáng tiếc là Viettel đã không thể có được lực lượng tốt nhất cho cuộc đối đầu này, nhưng màn trình diễn của họ ở trận đấu ngày hôm nay cũng xứng đáng được nhận những lời ngợi khen. Điểm khác biệt chỉ được thể hiện ở những phút cuối trận bởi những khoảnh khắc và sự quyết tâm và tập trung và bản lĩnh của đội bóng lớn giúp cho câu lạc bộ Hà Nội có thể hoàn tất cuộc lội ngược dòng của họ. Hai bàn thắng của đội bóng do Liên Chu Niêm dẫn dắt lần lượt thuộc về Trương Văn Thái Quý và Quang Hải.